Chào các bạn, giờ mình dắt mèo đi dạo đây. Giờ là khoảng 3-4 giờ chiều, trời rất mát nha các bạn. Được đi dạo thì mấy đứa nó rất là thích. Ra ngoài được trèo dừa, được ăn cỏ, được gì. Gì đâu? Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ăn chơi không? Chơi không? Ăn không? Mèo 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 mèo. Nè, đều vừa, đốm đốm đốm. Đốm. Nè, đều vừa không nè. Nè. Rồi không đều luôn. À, giỏi ta. Đứa nào kêu nữa? Ồ, chạy dữ ha. Đây. Ở đây mấy đứa. Đây ha. Quà cái. Từ từ tôi bày. Đứa nào leo lên có thưởng. Trời còn đánh lộn nữa, lo leo lên nè. Leo lên có thưởng. Nè 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 nè. Rồi, rồi, giỏi. Đứa nào leo lên có thưởng. Bữa nay quà thưởng trị giá rất có giá trị đó đây đó, đó. À đúng rồi, chờ xíu đi. Kiếm mấy cây gì chọt vô. Tiếp theo đứa nào? Đứa nào leo lên có thưởng? Miêu miêu mày đây nè, leo lên có thưởng, cao nữa. Chờ chút, chờ chút. Nè, 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 đó. Rồi đi số. Ủa, cái gì? Đứa tiếp theo. Đi xuống đi đứa khác. Đứa tiếp theo. Đứa tiếp theo. Này lên hoài mày. Đứa khác. Đứa tiếp theo. Được chưa lên? Mày tao nhớ ăn rồi mà. Rồi xuống. Bèo bèo đợi xíu đi bèo. Bèo bèo bèo. Mốt chơi cuộc thi có thưởng về tụi nó nhiệt tình. Chờ một xíu. Bèo bèo lên bèo. Ở thằng này lên gọi mày. Thằng bèo thằng khác đi. Rồi. Chỗ này nhớ rồi mà. Đốm đốm lên đốm nè. Lên đi đốm. Đốm đốm này đó. Rồi. Giỏi đốm giỏi. Rồi xuống. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.